Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spyroom. Hôm nay, chúng mình sẽ cùng đi tìm hiểu xem tại sao nên thổ lộ với crush của bạn qua bài viết của tác giả Bảo Hoàng. Bài viết này được viết và đăng tải trên website spyroom.com. Và chúng ta hãy cùng bắt đầu bài viết ngay bây giờ nhé. Có phải bạn từng nói rằng ước gì ngày ấy mình đã làm điều đó đúng không? Mình cũng vậy, tất cả chúng ta đều vậy. Ai cũng một lần trong đời tự trách bản thân tại sao lúc đó mình lại không làm chuyện đó. Chuyện đó ở đây là tỏ tình với crush. Học một điều gì đó trước ngày kiểm tra, làm điều gì đó trước khi quá muộn, vân vân. Vì vậy hôm nay mình viết ra bài này để giúp các bạn có thể mạnh mẽ mà đối mặt với tất cả các thử thách, khó khăn mà mình cam kết với bạn. Sau khi đọc bài viết này sẽ giúp bạn không chỉ cải thiện bản thân trong tình yêu mà là còn trong đời sống và công việc. Không biết là gì nữa. Mỗi người chúng ta vào một giai đoạn nào đó đều thầm thương trộm nhớ một người. Một người mà với ta, nụ cười của họ là ánh nắng ngày đông, mái tóc của họ như những vần mây lơ lửng đưa tâm hồn ta vào cõi miên man. Trong mắt ta, họ chẳng khác gì những vị tiên trên trời vậy. Họ quá tuyệt vời, tuyệt mỹ, để đến khi ta đem lòng thầm thương trộm nhớ thì chẳng thể nào đối mặt với hàng vạn câu hỏi. Liệu mình có xứng đáng với họ không? Mình xấu lắm, làm sao mà bằng họ được? Mình chẳng có gì đặc biệt cả, chắc chắn sẽ bị từ chối thôi. Những nỗi sợ ấy như vô vàn chiếc tạ kéo ta xuống vực thẳm của tuyệt vọng, để rồi ta phải nhìn họ vui vẻ với người khác. Những ai dám tỏ tình với người mình thích chắc hẳn phải mạnh mẽ lắm. Nhưng những ai dám nhìn người mình thích vui vẻ với người khác mạnh mẽ gấp vạn lần. Trước khi viết bài này thì mình đã có một cuộc khảo sát nho nhỏ với những người xung quanh mình. Với câu hỏi khi tỏ tình với crush thì bạn sợ điều gì nhất? Trong đó có vô vàn câu trả lời và mình đã tóm gọn lại 4 ý chính đó là: sợ, bạn sợ bị từ chối, bạn sợ bạn bè biết, bạn sợ khi yêu rồi sẽ chia tay, sợ rằng người đó đã có người yêu. Thật ra mấy đoạn trên chẳng có gì quan trọng đâu, chủ ý là mình thể hiện khả năng viết văn của mình thôi. Sau đây mới là ý chính trả lời cho câu hỏi của chúng ta. Nỗi sợ đầu tiên, bạn sợ bị từ chối. Đừng lo lắng, bạn không phải người duy nhất có nỗi sợ này đâu. Thật ra thì tất cả mọi người trên thế giới này đều vậy cả. Bạn không cô đơn. Khi bị từ chối, bạn nghĩ rằng nó sẽ bao gồm rất nhiều hệ lụy như: sẽ không thể nói chuyện với nhau nữa, sẽ không có tiếp xúc với nhau như trước đây nữa. Vâng, những hệ lụy như vậy rất đáng sợ. Nào là không nói chuyện, nào là không thể tiếp xúc với nhau nữa, thật đáng sợ nhỉ. Mình cũng có một khoảng thời gian sợ những thứ như vậy. Mình sợ khi mình nói ra rồi, mình sẽ mất crush của mình. Nhưng quý vị à, ngay từ đầu quý vị đã không có gì để mất rồi. Chắc thẳng bạn cũng biết rằng, để một chiếc thuyền có thể yên vị ở bến cảng thì nó cần phải có một sợi dây buộc lại rồi nhỉ. Hãy tưởng tượng rằng crush của bạn là một chiếc thuyền, còn bạn là một sợi dây. Chiếc thuyền và sợi dây. Tại sao mình lại nói rằng bạn không có gì để mất? Vì hãy nghĩ xem, lúc này bạn chỉ là một sợi dây mong manh, không rõ ràng liệu nó là dây thép, sắt hay là titan. Chỉ biết là một sợi dây mỏng có thể đứt khi gặp bất kỳ biến động nào của mặt biển bao la kia. Liệu sợi dây mỏng manh đó có thể níu giữ được con thuyền trước sóng biển vô vập? Liệu thứ tình cảm một phía của bạn có thể níu kéo crush của bạn khi họ gặp một người con gái hoặc con trai khác tỏ tình không? Trong thế giới này, không có dấu chân của kẻ yếu đuối. Cứ chờ tình yêu sẽ tự đến với người khác. Khi bạn thổ lộ với crush, thì lúc này bạn đã biến sợi dây đó từ một sợi dây mỏng manh thành một sợi dây bằng thép hay là một sợi dây bằng titan. Mặc kệ nó là thép hay là titan, thì nó cũng là một sợi dây có thể giữ chiếc thuyền kia trước những sóng gió bão táp của biển cả. Không cần phải là những hành động mạnh mẽ, chỉ đơn giản là những bữa ăn đơn giản xế chiều khi tan học hay những bữa sáng cùng nhau đi nhâm nhi ly cà phê, hoặc là những bữa chiều tà dạo phố. Những thứ ấy ngày càng củng cố cho sợi dây đáng lý mỏng manh và dễ đứt ấy trở thành một sợi dây mạnh mẽ, bền bỉ hơn bao giờ hết. Đã lỡ yêu Spyroom rồi thì subscribe ngay thôi và đừng quên bật nút thông báo để xem những video mới nhất từ nhà nhện nhé. Tôi xấu lắm nên không dám tỏ tình thì sao? Tất cả mọi người đều có một nhận định về cái đẹp riêng. Với anh A thì chị B xinh, nhưng với anh C thì chị B xấu. Cho nên đừng lo lắng vì ngoại hình của mình mà hãy tự tin tỏ tình với họ. Bạn không có nhan sắc thì đã bất lợi hơn người có nhan sắc dễ nhìn nhiều lắm. Nhưng cũng đừng vì vậy mà thất vọng. Tất cả mọi người đều đẹp theo một cách nào đó. Vì vậy,
khi tỏ tình thất bại, ít ra vẫn biết là họ không hề thích mình, để mình không mộng mơ viển vông nữa. Hãy biết giới hạn của bản thân, đừng đặt ra những mục tiêu xa vời để khi đó đau lòng. Tất cả mọi người đều có quyền tự do cá nhân của riêng mình, vì vậy không có bất kỳ một ai, một thế lực nào có thể ngăn cấm bạn yêu đương và tỏ tình. Thứ duy nhất và tuyệt đối có thể ngăn cản đó chính là bản thân bạn. Đừng để người khác áp đặt ý nghĩ của họ lên ý nghĩ của bạn. Bạn là một cá thể riêng và bạn có quyền làm những điều bạn thích, những điều bạn tự hào về nó và bạn có quyền tỏa sáng. Hãy nhớ rằng, bất kể người đó là ai và họ có quan trọng như thế nào đi nữa đối với bạn, thì cuối cùng sẽ chỉ có bản thân bạn là đồng hành cùng bạn mãi mãi. Hãy lựa chọn con đường tốt nhất cho bản thân mình. Bị từ chối vì mình không được xinh đẹp không có gì phải sợ cả. Bạn phải biết tự ăn diện, tự trang điểm, tự làm đẹp bản thân. Người ta nói rồi mà, trên đời này không có người phụ nữ nào xấu cả. Nên hãy tự tin vì ưu điểm của mình, đừng vì một vài nhược điểm mà mất đi hy vọng nhé. Hãy biết cải thiện bản thân để có thể hòa nhập với xã hội, đừng để xã hội đào thải bạn. Hãy mạnh mẽ đối mặt với nó, vì đó chính là cơ hội để bạn có thể tìm ra người yêu bạn bằng cả tấm lòng. Đừng vội vàng quá mà rơi vào bẫy của những kẻ không xứng đáng với tình yêu nhé. Chúng sẽ lợi dụng khuyết điểm của bạn để đến bên bạn lấy điều chúng muốn. Sau khi chúng đạt được thì chúng sẽ phũ phàng với bạn. Vì vậy khi yêu thì hãy yêu bằng cả con tim, nhưng đừng vứt bỏ lý trí qua một bên. Bị từ chối thì sao? Chả sao cả. Ngược lại hãy mừng vì bạn đã vượt qua những sợ hãi, những lo lắng của bản thân để có thể mạnh mẽ nói ra năm từ: đi ăn với tôi nhé. Vì cuối ngày, thứ còn đọng lại không phải là lời nói, những hành động đó, mà là một trải nghiệm tuyệt vời nhất cuộc đời, của tuổi trẻ, của tuổi thanh xuân ấy. Hãy vui mừng vì lần sau khi tình yêu đến thì bạn có thể rộng lòng đón nhận nó. Hãy vui mừng vì bạn đã có thể làm quen với việc bị từ chối. Sau này, bạn sẽ mạnh mẽ hơn khi thổ lộ tình cảm với một ai đó. Hãy vui mừng vì bây giờ bạn sẽ không tốn hàng nghìn giờ để suy nghĩ liệu họ có thích mình hay không. Hãy vui mừng vì bạn bây giờ không còn như trước nữa, một người sợ hãi khi phải đối mặt với người mình yêu. Nông dân và mảnh vườn của mình. Hãy tưởng tượng bạn là một người nông dân, những thứ bạn làm là những hạt giống. Ngày hôm ấy bạn tỏ tình thất bại, bạn gieo một hạt giống xuống mảnh vườn rộng vài trăm triệu chục nghìn tỷ hecta của bạn. Mỗi lần tỏ tình thất bại thì hạt giống ấy lại càng lớn lên thêm một tí, bạn lại càng có thêm nhiều kinh nghiệm cho cuộc đời. Ai rồi cũng thất bại cả, chẳng ai là một lần là thành công cả. Kẻ thất bại không phải là kẻ đáng trách, mà kẻ đáng trách là kẻ không dám đứng lên sau thất bại. Thomas Edison đã phải bỏ ra 1.000 lần mới có thể chế được một chiếc bóng đèn hoàn chỉnh. Ngày ngày, hạt giống ấy càng lớn thêm, đâm chồi, nảy nở. Đến một hôm, khi bạn đã gặp được người mình thích, thì lúc này vườn cây ấy cũng đã trưởng thành với nào là trái xanh, trái đỏ, trái hồng mọng nước để bồi đắp cho những khoảng thời gian của đôi bạn. Đừng lo lắng về những lần thất bại, mà hãy xem thất bại như một lần bạn khôn lớn. Tỏ tình thất bại sẽ không có gì xảy ra, bạn sẽ không trách mình vì lúc ấy mình không tỏ tình, mà bạn sẽ cảm ơn vì lúc ấy mình đã có được một bài học. Sau khi tỏ tình rồi thì cứ bình tĩnh, cứ tiếp tục nói chuyện như bình thường, chẳng việc gì phải ngại ngùng cả. Vì lần này bạn tỏ tình không phải để là có người yêu, mà là để có được kinh nghiệm cho cuộc đời của mình. Hãy thổ lộ còn hơn là ngậm ngùi ăn trái đắng, ngậm ngùi hối hận vì lúc ấy bạn đã không làm điều ngu ngốc đó. Hãy sai khi còn cơ hội và hãy đứng lên khi còn thử thách. Các chuỗi mắt xích. Hãy nhớ rằng cuộc sống của bạn phải là các chuỗi mắt xích gắn kết với nhau. Không sớm thì muộn thì bạn cũng phải làm điều đó. 10 tuổi, bạn không dám thuyết trình ở lớp, không sao. 15 tuổi, bạn không dám thuyết trình ở lớp, không sao. 20 tuổi, bạn không dám thuyết trình ở lớp, không sao. 25 tuổi, bạn không dám thuyết trình ở công ty, đuổi việc, cút luôn. Những thứ bạn làm cho cuộc sống của mình đều là một lần bạn chăm sóc cho khu vườn ấy. Bạn càng thất bại nhiều thì bạn sẽ càng gieo nhiều hạt. Nhiều lần cố gắng thì hạt ấy sẽ nảy mầm và to lớn để rồi. Đến khi ta cần thì ta chỉ việc hái quả để ăn. Thất bại khi tỏ tình nhiều khi sẽ khiến cho bạn quen với điều đó. Đến một lúc nào đó, bạn thích ai đó thì bạn sẽ thổ lộ với họ mà không trăn trở những câu hỏi khi xưa. Thuyết trình cũng vậy. Lần đầu tiên bạn thuyết trình tệ, bị chửi nhưng bạn cố gắng. Cố gắng đến một lúc nào đó thì bạn cũng có thể thuyết trình như mình, một người thuyết trình trôi chảy, mạnh mẽ và đầy sáng tạo. Cho nên là còn trẻ thì hãy sai, đừng sợ thử thách, hãy sai đi vì cuộc đời cho phép mà. Nhưng hãy học mỗi khi sai và thất bại nó sẽ là hành trang để bạn bước vào cuộc đời. Nỗi sợ thứ hai, sợ bạn bè biết. Bạn bè biết thì chúng nó sẽ chọc mình. Mình sẽ ngại lắm khi phải tiếp xúc với chúng nó vì chúng nó biết mình thất bại khi tỏ tình. Tên mà mình tỏ tình sẽ kể,
chụp đoạn hình chat của mình cho tất cả mọi người xem, như vậy thì mất mặt lắm. Có phải rằng khi có ý định tỏ tình, những từ này nô đùa trong não của bạn đúng không? Nhưng bạn của tôi ơi, bạn hãy tự hỏi bản thân tại sao bạn phải quan tâm đến những người không giúp ích được gì cho cuộc đời của mình. Họ là một cá thể và họ có quyền có suy nghĩ riêng của họ. Họ có thể trêu đùa, chọc bạn là bạn quê. Chọc bạn là bạn quê, chế giễu bạn. Như vậy thì sẽ rất kỳ nhỉ, sẽ không có lỗ nào để mà chui xuống luôn. Nhưng rồi họ cũng sẽ quên, vì đó chẳng phải việc của họ. Con người có xu hướng quan tâm đến những thất bại của người khác nhiều hơn là đồng cảm với họ. Nhưng cứ mặc kệ họ, khi họ chọc bạn thì bạn không cần phải phản kháng lại, không cần cãi vã gì vì đó là sự thật. Sự thật là bạn đã tỏ tình thất bại, nhưng đó không phải là vấn đề. Vấn đề dù đó là lý do gì thì họ vẫn sẽ cười chê bạn thôi. Vì bạn khác biệt, họ, những người chỉ dám thương thầm trộm nhớ, sẽ chẳng bao giờ được như bạn, dám mạnh mẽ đối mặt với nỗi sợ khi tỏ tình với người mình yêu thương, dám đối mặt với nỗi sợ khi thất bại. Nên họ cố gắng đẩy bạn xuống để trông bạn có vẻ thấp kém hơn họ. Nhưng cứ mặc kệ họ, không cần phải cãi gì cả. Lý do mà con người chọc người khác là để thấy người khác phản kháng lại. Điều đó làm họ vui khi chọc tức một ai đó. Khi một người chọc bạn, bạn cứ mặc kệ, không quan tâm gì cả. Một tuần, hai tuần, ba tuần, rồi họ sẽ quên vì chọc nó mà nó không phản kháng lại. Chọc làm gì? Những người bạn thân với bạn, họ sẽ không chế giễu bạn đâu. Họ sẽ động viên bạn và không đẩy bạn xuống. Nếu những người bạn thân mà chỉ biết sân si với nhau ấy, thì nên xem lại nhỉ. Tỏ tình đáng sợ thật, nhưng thứ đáng sợ hơn đó là cô đơn. Nỗi sợ thứ ba là chia tay. Bạn tôi ơi, cuộc đời này chẳng có gì là trường tồn cả, vạn lý trường thành còn có điểm kết thúc mà. Tình yêu cũng vậy, đến một lúc nào đó rồi nó sẽ cũng phải kết thúc thôi. Biết là vậy, nhưng tại sao vẫn sợ? Thứ bạn sợ không phải là chia tay, mà thứ bạn sợ là những khoảnh khắc ấy đã chấm dứt, những khoảnh khắc vui vẻ đã kết thúc. Bạn đã quen với việc nói chuyện, đi ăn với người ấy, bây giờ mất đi, cảm thấy thiếu, nên sợ. Liệu có ai đó tốt như người ấy không? Người ấy là tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp, sẽ không còn ai tốt như vậy nữa, nên sợ. Bị tổn thương, đau, nên sợ. Hãy nhớ rằng, cuộc sống là những cuộc giao dịch. Khi một trong hai bên cảm thấy cuộc giao dịch này không công bằng thì sẽ xảy ra mâu thuẫn và tranh cãi. Nhưng như mình đã nói, cuộc sống là những chuỗi mắt xích gắn liền với nhau, dù bây giờ không có thì sau này cũng sẽ có. Thứ bạn cần là chuẩn bị những hành trang để đón nhận những sự kiện ấy một cách bình tĩnh mà không hoảng hốt. Khi hai con người đã hết tình cảm thì sẽ chia tay, điều đó đau thật, mình biết. Mình biết rất rõ, lúc ấy cả thế giới như suy sụp vậy, mình đã nghi ngờ rằng mình không thể nào đứng lên được nữa. Nhưng rồi mình nhận ra rằng thất bại là một thứ gì đó rất quý giá mà ai cũng phải trải qua. Mình đã trốn tránh nó rất lâu và điều đó khiến cho mình tổn thương rất nhiều. Điều đó khiến mình không thể vượt lên chính bản thân mình. Nó như những sợi xiềng xích khóa chân những người tử tù vậy. Nhưng rồi cuối cùng thì mình chấp nhận nó. Mình chấp nhận rằng mọi thứ đã kết thúc. Những khoảnh khắc đó chỉ còn là kỷ niệm. Một kỷ niệm đáng nhớ và vô vàn bài học đáng nhớ. Nhưng đừng lo lắng, hãy mạnh mẽ và chấp nhận nó. Một người phải rất can đảm mới có thể nói ra lời chia tay, nhưng phải can đảm hơn gấp ngàn tỷ lần mới có thể chấp nhận rằng cuộc tình ấy đã kết thúc. Cho nên, dù như thế nào thì cũng hãy chấp nhận nó. Khoảng thời gian yêu nhau là những kỷ niệm vô cùng quý báu và đáng trân trọng. Nó là những kỷ niệm đẹp nhất của một đời người. Hãy yêu đi, hãy sai đi, vì chúng ta chỉ sống một lần. Hãy cứ mạnh mẽ mà đương đầu với mọi thứ. Hãy bước ra khỏi vùng an toàn, khai phá thiên cơ, phía sau những thử thách ấy là một cơ hội rộng mở chờ đón ta. Nỗi sợ thứ tư, người ấy đã có người yêu. Trước hết, tình yêu là một thứ gì đó rất khó để giải thích. Dẫu bạn biết rằng người ấy đang trong một mối quan hệ và họ đang hạnh phúc, nhưng vẫn có thể vì lòng tốt của người ấy, vì sự chu đáo của người ấy mà bạn đem lòng yêu họ. Sẽ chẳng ai trách bạn về chuyện đấy cả. Bạn có quyền tự do yêu thích một người nào đó mà. Nhưng liệu có nên tỏ tình hay không? Câu trả lời sẽ là không. Dục của loài người. Tình yêu là một thứ gì đó rất mơ hồ. Nó có thể đưa thiên đàng đến trước mặt chúng ta, mà cũng có thể kéo ta xuống địa ngục. Khi yêu một ai đó, lý trí dường như bị kiểm soát bởi một cơn vũ bão. Cảm xúc ta lúc ấy như bị cuốn vào một cơn lốc xoáy hùng hổ, dữ tợn như muốn nuốt chửng chúng ta. Nói là yêu thì phải cho người ta biết, nhưng khi họ đã có người yêu rồi thì ta nên im lặng thì hơn. Đúng vậy, điều đó đau lắm, khó chịu lắm, xót lắm. Tôi biết cảm giác đó. Lúc ấy, tôi chỉ muốn phá vỡ mối quan hệ của người đó để tôi có thể bước vào cuộc đời của người tôi thầm thương trộm nhớ,
để tôi có thể cùng người ấy vẽ nên một bức tranh muôn màu sắc của tôi. Nhưng tôi đã không để cho những cảm xúc, sự ham muốn, dục vọng của bản thân làm ô uế bức họa của người ấy. Hãy nghĩ theo một hướng tiêu cực như cách tôi thường làm. Nếu một người sẵn sàng chia tay người đã cùng mình vượt qua bao sóng gió để đi theo người khác, thì liệu chuyện ấy có tiếp tục tái diễn? Liệu người ấy có tiếp tục vì một người khác mà bỏ bạn lại nơi ấy, với những kỷ niệm, với những bức họa chưa thành xuân? Cây tình yêu. Tình yêu giống như một ngọn cây vậy. Ngọn cây ấy có thể cao to, rộng lớn, mạnh mẽ. Nhưng nếu rễ của nó không đâm sâu vào lòng đất, thì chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ làm nó sụp đổ. Ngược lại, ngọn cây kia không cần là một ngọn cây cao to, vĩ đại, hùng hổ như là cây thế giới. Trong những câu chuyện cổ xưa khi mẹ kể cho tôi nghe, nó chỉ cần là một gốc cây nhỏ nhắn, có thể che đi ánh nắng mặt trời ngày hè oai ẩm, có thể bám víu vào mặt đất trong cơn bão to lớn kia. Như vậy là đã đủ rồi. Vì vậy, khi chót đem lòng yêu thương một người đang trong một mối quan hệ, thì hãy kìm nén nó, hãy đứng lên chống lại con quỷ đang muốn nuốt trọn ta đi. Con quỷ dữ ấy sẽ tạo ra không biết bao nhiêu lý do để bạn ngã quỵ vì quá mệt mỏi. Nó sẽ khiến cho bạn trở thành một người không phải bạn. Hãy chịu đựng những đau đớn đó. Bạn có thể lựa chọn là bỏ qua mối tình ấy, hoặc là tiếp tục thương thầm trộm nhớ. Luôn luôn là ngọn cây để người ấy nương tựa những ngày thu. Bạn có thể chờ 2 năm, 4 năm, 10 năm để có thể đến được với người ấy. Bạn có thể từ bỏ sau 1 ngày, 3 ngày, 5 ngày để làm quen với người khác, vẽ nên một câu chuyện trong tương lai khác mà không có người ấy. Bạn và người ấy có thể cùng nhau đồng hành qua những ngày tháng oai ấm của tuổi trẻ. Bạn có thể là cậu bé, cô bé ngây dại để chờ người ấy đến bên bạn. Bạn có thể làm những điều đó, chỉ là đừng để sự tham muốn dục vọng của bản thân lôi kéo bạn. Chỉ là đem những kỷ niệm, những suy nghĩ ấy để vào trong tim, để nó mãi mãi là những hình ảnh tươi đẹp của tuổi trẻ. Để đó là một lần bạn đau đớn vì hạnh phúc. Nếu như bạn đã yêu người ấy hết lòng, thì tháng năm sẽ chẳng còn nhằm nhò. Nếu như bạn đã yêu người ấy hết lòng, thì bạn sẽ không để người ấy đau lòng. Trước khi viết bài này, mình cũng như các bạn cũng rất đắn đo suy nghĩ liệu có nên viết. Mình nghĩ rằng mình chẳng có bao nhiêu kiến thức cả, nên cũng sợ sai lắm. Rồi lỡ viết mà không ai quan tâm thì sao? Nhưng mà mình cứ mặc kệ, vì viết bài này sẽ là một cơ hội để mình mở mang đầu óc, khả năng viết lách của mình. Nó sẽ là một cơ hội phát triển bản thân, như mình đã nói. Cuối cùng, chỉ là bạn và chính bạn, không một ai khác. Cảm ơn bạn đã dành thời gian để đọc hết bài viết của mình. Chúc bạn có một ngày tốt lành. Nếu như bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spyroom, còn mình là PinkDot. See ya!